leo lên trên mái nhà không? Còn gì nữa bạn? Lên đi. Lắm. Hả? Trong mặt luôn á, đụng mép nó đi xuống. Lên đi. Lên nhanh đi. Má không dậy nó lại bây giờ. Nhanh đi không nổi. Má sợ độ cao. Lẹ đi trời. Mà dám đi nữa đâu. Xuống. Sao vậy? Cao lắm. Má lên tới đây rồi xuống nổi. Cái này nó có rớt không? Rớt gì mà rớt cha. Nó cũng nó rớt ầm xuống như cái thang vậy mà. Nhanh đi, bảo vệ nó ngay kìa, nhanh lên. Leo lên đó đi. Anh leo trước đi. Anh leo nè. Quá sợ làm chú quá. Cái gì? Tại gì trời? Leo đi. Lẹ lên, ngay cái giờ. Leo trước đi rồi em lên. Hả? Bỏ đi mày ra đi, đừng có leo leo con mày. Ông mèo không sợ độ cao hả? Sợ gì trời? Đến đây. Cái gì tới đây cái độ đứng luôn à? Thiệt cái thằng. Thôi chứ nhanh gan lắm của á. Sợ độ cao. Đừng nhìn xuống dưới. Má nó sập một lần. Sập gì sập nổi. Đù quá. Nó giống mạnh quá. Đừng có nhìn xuống dưới. Thù quá vậy mà mấy thằng nó đi vô tôn được hay ta. Đủ quá đã lắm mẹ ơi. Lên đi. Đã lắm. Có ông nội cũng sợ độ cao. Lên đi, còn có mấy bậc nữa làm gì trời. Còn có mấy bậc nữa lên đi, cao đã lắm. Á, à, nhìn thấy chợ Trân Thành luôn nè. Tuyệt vời. Toàn cảnh công ty. Nãy đi máu mà ra đây làm gì mà rung rung vậy nội. Cái gì nhát ghê vậy. Ô, ống gì đây ta? Trên này nó chừa cái ống gì. Khi nào nó sập không anh sập. Chuyện là có. Ủa mấy cái này có ấy trong đây rồi nè. Trăm mấy rồi nè. Trăm rưỡi rồi. Mày đi quay quán cả trong đây nè. Nè. Đi cho mình bước coi. Ừ. Đây là toàn cảnh khu công nghiệp Trân Thành nha. Toàn cảnh khu công nghiệp Trân Thành 1. À, xin giới thiệu đến các bạn, anh phải nói, anh cứ cười không à. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là toàn cảnh khu công nghiệp Trân Thành 1 và 2 của huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Xa xa là kho ngoại quan kìa. Xa xa kia là cái dự án 500 mẫu của bên anh em mình mở đường để mở khu dân cư VZIP 10. Vậy mà hôm bữa cái thằng kia nó đứng đây nó dám mở dàn giáo, nó mở cái gì nó đi trên không nó đi đây. À. Đù má giờ mà đứng đây mình thấy ớn chết mẹ luôn. Nó làm quen rồi. Ừ. Ngon ha. Có bồ mà mang lên đây, có bồ mà mang lên đây. Sướng luôn, bồ nó không dám chèo, cổng nó lên.
lên lên kia nữa. Ừ. Leo lên đó, leo lên đó rồi. Dám leo không? Leo đi. Hiệp gà. Leo lên đó mới cào. À, hiệp gà là cái này không dám leo rồi. Quá một tay luôn nè. Cái hồ này chắc còn nhỏ chèo cây leo. Cao lắm. Thôi thôi thôi. Thôi, tới đây thôi. Tới đây là đứng hay nghe cái ghê ghê vậy. Nó rung rung mà nó cái này nó không có chắc. Cái này nó cái này giống như miếng sắt thôi à. Nó sập kìa. Cái này sơn chưa khô nữa mà. Biết là cái giáo này có được triệu view không các bạn? Các bạn xem thử bây giờ mình ai muốn mình sẽ nếu mà cái giáo này được 1 triệu view á là mình sẽ làm cái clip đó, là lấy cái cò cò cái thùng này. Cái thùng này coi nó có nổ không? Các bạn mà cho anh mình cái giáo này được 1 triệu view á là mình sẽ làm cái clip làm 10 cái đống lửa đây đốt cái thùng này luôn. Lấy mấy cò cò cái thùng này ra cho các bạn coi mấy cái mối hàng này thấy không chắc chắn lắm. Đây là cái nhà ăn nè, đây nhà ăn dài, nhà ăn mà dài từ đây, dài qua nó, đây là kho, trên là lầu trên là sinh quản, dưới là kho, bên này cũng là kho, có hai cái xưởng bên đây, xưởng A, xưởng B, C, xưởng D, xưởng khu của tổ Trung Quốc là nằm trên này. Nhà của Trung Quốc nằm đây. Xung quanh này cũng có mọc lên nhiều khu công nghiệp nữa. Cái nhà máy nè. Máy cứ lô một lô này. Xuống. Cái này muốn mới sơn.
mưa tạt. Ừ. Đúng không? Ừ. Mà mấy cái quầy hàng này sao nó vứt ở đây ta? Chưa làm xong mà. Chưa làm xong. Khi nó dục luôn cũng chừng. Mà sao nó đổ cái này ẩu vậy các bạn? Các bạn coi cái công trình nó làm ẩu. Công trình ngàn tỷ. Nó làm như vậy mai mốt nước nó ngấm xuống thì sao? Ừ. Đúng không? Ừ. Cái này là ngấm vô cọt chắc luôn. Này phải đổ lớp màu dầu lên này. Hoặc cưa cái này sát đi. Đúng là cưa đi xong rồi đổ lên nữa chứ vậy nước nó ngấm thì sao? Làm ẩu ghê. Ở trên này nghĩ không ai kiểm tra. Cái dây này dây chống xét đảm bảo phải không? Dây này dây chống xét không ta? Cáp gì đây? Các bạn có thể thấy là sức mạnh của Trung Quốc không? Trung Quốc đây là một công ty 100% vốn Trung Quốc. Và các bạn có thể nhìn thấy nè. Đây chỉ là một cái xưởng lò hơi của nó thôi. Và đây là một cái xưởng. Xưởng B của nó gồm 2 phân xưởng và một cái xưởng A gồm 2 phân xưởng. Nói chung là toàn bộ cái khu này là của Trung Quốc hết. Đất này mang tiếng là Việt Nam nhưng mà thực sự là đã được Trung Quốc thuê lại với thời hạn là 50 năm. Đó, toàn bộ nhà xưởng này đều là do vốn 100% Trung Quốc và Đài Loan hết. Nhưng mà bây giờ Đài Loan rút rồi, giờ còn Trung Quốc thôi. Nói chung là quanh khu vực này là 100% là của Trung Quốc. Các bạn thấy hình dung được không? Biết bao nhiêu con người nằm dưới tay của Trung Quốc. Chúng ta có thể nói là nghĩa đen nghĩa bóng gì cuối cùng Việt Nam cũng chỉ là nô lệ của Trung Quốc thôi. Các bạn thấy không? Đất đai là nó thuê hết rồi, nhà xưởng là của nó hết. Chỉ có công nhân là người Việt Nam thôi. Nguyên cái khu này là người Trung Quốc ở rất là nhiều luôn. Bởi vậy dân chúng họ phản đối cũng là đúng. Bầu trời ơi. Nói chung là Việt Nam bây giờ cũng không khác gì là Hồng Kông với lại Đài Loan hết. Mai mốt là khu tự trị của nó. Rất là nể Trung Quốc luôn, tụi nó quá giàu. Một cái thằng cóc ken bên Trung Quốc thôi mà nó qua đây nó mở công ty cỡ này nè các bạn, thấy không? Thấy không? Còn cóc ken Việt Nam mình nữa hả thì đi vá xe đạp ngoài đường mình chưa có tiền để vá nữa. Chưa có tiền mở tiệm sửa xe đạp nữa thì lấy đâu ra mở công ty như vậy. Các bạn thấy tôi nói đúng không? À, bởi vậy các bạn chém gió không cũng như tôi vậy, chém gió không à, đéo làm được con mẹ gì hết. Bởi vậy chỉ có đi làm thuê cho Trung Quốc thôi. Bớt nói láo đi. Quá. Chỉa lên thấy hai ta. Kệ nó đi. Một bên đây nó chơi cái chữ luôn á, trên trời luôn kìa. Cái chữ giống như là đó. Cái chữ nó để trên cái chữ Trung Quốc á. Ý là đất này là đất của Trung Quốc. Xa này có cái quán lá. Quán lá dừa đây. Không, những cái quán nó để cho mấy. Em nghĩ công trình này nó còn chưa làm xong đâu. Xong chưa ta? Sao cái này nó để hở như vậy? Chưa, cái này có khi là cái ống thoát hơi, thoát khí gì đó. Ống thoát nước cái gì? Thoát nước mình làm cao vậy? Hay là nó còn đổ lên nữa? Nó láng nền nữa, nó láng nền nữa. Nào nữa có phải vậy không? Ngay chỗ này là không có các bạn thử tưởng tượng đi các bạn, mình nói các bạn nghe, trời như thế này, gió như thế này, mát như thế này, các bạn thử tưởng tượng đây mà cái này mà là cái cầu tiêu ha, cái lỗ này nè mà là cái cầu tiêu, các bạn thấy không, cái lỗ này mà là cái cầu tiêu ha, các bạn nói thì rất là mát đít luôn. Thì hồi nãy lên đây mình không có mắc cầu mà bây giờ mình mắc cầu rồi đó. Làm luôn đi, có cái lỗ kia. Làm luôn, ngồi đây quay phim luôn.
đây có cái lỗ này. Các bạn hãy ủng hộ anh mình cái video này lên 1 triệu view nha. Nếu mà cái video này 1 triệu view là mình sẽ làm cái tàu lượn. Cái tàu lượn bằng bạt nha các bạn. Mình sẽ làm cái tàu lượn bằng bạt và mình đứng đây mình nhảy yêu, mình bay khắp trên thành này luôn cho các bạn coi. Ha. Trời lặn rồi.